Chào mừng các bạn đến với cái bài học của Trung tâm Đào tạo Thú y trực tuyến chất lượng cao VietVet. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn những cái lưu ý quan trọng khi mà chúng ta cho con vật uống thuốc nhé các bạn. Thì cái việc mà chúng ta cấp thuốc qua đường miệng các bạn, tức là chúng ta pha nước uống hoặc là trộn thức ăn chẳng hạn, thì đây là một cái phương pháp dễ thực hiện và ít mà gây sốc cho con vật. Xong thì cái phương pháp này các bạn nó sẽ hợp lý hơn so với cái phương pháp mà chúng ta tiêm chích, cho nên là chúng ta sẽ sử dụng rất là phổ biến trong chăn nuôi. Tuy nhiên khi mà chúng ta cấp thuốc qua đường miệng như vậy á, thì một số các đặc điểm của giống hoặc là loài nó có thể tác động đến cái hiệu quả của chúng ta sử dụng thuốc mà trong cái bài học này tôi sẽ phân tích cho các bạn nhé. Thì những cái chú ý quan trọng khi mà chúng ta cấp thuốc qua đường miệng đó các bạn, tức là một số loại thuốc đó các bạn nó có thể hấp thu nhanh ở cái loài này nhưng mà nó lại hấp thu chậm ở loài khác. Thì qua điều trị thực tế á, cho thấy một số cái dạng thuốc trị dung sáng, tôi ví dụ như là albendazole hoặc là phenbendazole chẳng hạn, thì các bạn chỉ cần dùng một liều duy nhất ở trâu, bò, ngựa, dê hay là cừu, do các thuốc này nó sẽ tạo được cái tác động kéo dài trong cái ống tiêu hóa. Tuy nhiên đối với cái con gia cầm hoặc là heo hay là chó mèo các bạn, thì nếu các bạn dùng cái alben hoặc là cái phenbendazole này á, thì các bạn cần phải dùng lặp lại để chúng ta duy trì cái tác động và loại bỏ ký sinh trùng đường tiêu hóa. Các bạn lưu ý nhé. Và đồng thời một cái vấn đề nữa đó các bạn, cái sinh khả dụng qua cái đường uống của thuốc á, nó cũng khác nhau ở từng loại nhé các bạn. Và một cái nghiên cứu về cái sinh khả dụng đường uống của Amoc á, nó sẽ rất là khác nhau. Thì ở cá đó các bạn, là nó có cái sinh khả dụng là nó thay từ 1 đến 3%, còn ngựa là cỡ khoảng 5%. Heo là cỡ khoảng 28 đến 33%, còn ở gia cầm á, là 59 đến 68%, và ở chó mèo á, là từ 60 đến 80%, còn ở người là rất là cao với khoảng 90%. Thì cái sự khác biệt này các bạn, nó có thể là do cái chiều dài cũng như là cái thể tích đường tiêu hóa ở từng cái loài động vật khác nhau mà nó dẫn đến cái sự hấp thu cũng như là cái sự chuyển hóa của thuốc nó khác nhau. Thì ngoài cái vấn đề mà các cái vấn đề mà tôi phân tích ở trên đó các bạn, thì cái thức ăn đó các bạn nó cũng có cái tác động đến cái hiệu quả khi mà chúng ta sử dụng thuốc. Tức là có thuốc á, thì chúng ta cần uống khi ăn, còn có thuốc á, thì chúng ta cần cho con vật uống cách cái bữa ăn để chúng ta đảm bảo được cái hiệu quả điều trị. Các bạn lưu ý nhé. Thì những cái vấn đề này á, thì nếu như các bạn nào có quan tâm thì chúng ta đăng ký khóa học thuốc và phối hợp thuốc trong thú y cũng như là trong thủy sản á, thì các bạn sẽ biết được chi tiết về cái vấn đề chúng ta sử dụng thuốc như thế nào cũng như là sử dụng lúc nào thì nó hợp lý, kết hợp như thế nào nó hợp lý nhé các bạn. Các bạn nào có mong muốn học tập như tìm hiểu thêm về các thông tin khóa học á, thì các bạn hãy liên hệ với bác sĩ Dương theo số điện thoại 0903 153 057, các bạn liên hệ với Zalo hoặc là gọi nhé các bạn. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ đi phân tích về cái con ngựa các bạn. Ở ngựa các bạn thì hầu hết các cái kháng sinh á, khi chúng ta dùng qua cái đường uống nó đều bị giảm hấp thu bởi thức ăn, các bạn lưu ý nhé. Do đó đó, đối với ngựa cấp thuốc qua cái đường tiêm chích, đây là cái phương pháp ưu tiên lựa chọn hàng đầu. Trong đó thì tiêm bắp là hiệu quả hơn so với tiêm dưới da. Còn nếu như mà các bạn dùng qua đường uống á, thì các bạn nên không cho ngựa ăn trước khoảng 2 đến 4 giờ, tức là cho nó nhịn đói khoảng 2 đến 4 giờ trước khi mà chúng ta cho nó uống thuốc đó các bạn. Thì cái sinh khả dụng của cái thuốc uống ở ngựa các bạn nó sẽ thay đổi theo độ tuổi. Các bạn lưu ý nhé. Và như ví dụ như là cái sinh khả dụng của cái cefaroxin này các bạn, đó là cái dạng cephalosporin thứ nhất á, thì khi mà các bạn dùng qua đường uống cho ngựa ở những cái con mà nó mới sinh á, thì là khoảng 100%, nhưng mà ở cái 5 tháng tuổi á, thì nó chỉ còn là khoảng 15% thôi các bạn, đặc biệt lưu ý nhé. Thì cái vấn đề thứ hai các bạn, là khi chúng ta cho uống thuốc ở trên trâu bò á, thì bởi cái hệ mà vi sinh vật ở trong cái dạ cỏ các bạn, nó có thể tác động đến hầu hết các cái loại thuốc khi chúng ta dùng qua đường uống. Thì các cái nghiên cứu cho thấy cái enzyme urea do cái vi khuẩn dạ cỏ tiết ra các bạn, nó có thể biến ure thành ammoniac, cho nó làm tăng cái độc tính của ure khi mà nhiễm ở trâu bò cao hơn so với ở heo. Hoặc là vi khuẩn dạ cỏ nó có khả năng chuyển hóa cái netobimin đó các bạn, tức là cái dạng không có hoạt tính của cái albendazole á, thì nó thành cái dạng albendazole sulfoxit, tức là nó có hoạt tính, nó sẽ giúp tăng cái hiệu quả điều trị của các cái thuốc trị dung sá ký sinh. Cho nên ở phần đầu tôi nói các bạn là dùng albendazole, phenbendazole nó rất là tốt trên trâu bò, ta dùng một lần nó không có cần dùng lại lần thứ hai, các bạn lưu ý nhé. Và đối với những con động vật nhai lại nói chung các bạn, thì kháng sinh nó có thể tác động đến cái hệ vi sinh vật dạ cỏ,
thì cái sự tác động này nó sẽ làm xáo trộn đi cái hệ vi sinh vật ổn định. Và ngược lại các bạn, kháng sinh nó cũng có thể bị giảm hoạt tính do cái khối lượng lớn của dịch dạ cọ nó chứa nhiều cái vi khuẩn và cái protozoa các bạn, nó sẽ pha loãng và làm bất hoạt đi cái kháng sinh mà chúng ta dùng trong đường uống. Do đó các bạn lưu ý là kháng sinh chỉ dùng qua đường uống thích hợp đối với bé nhé dưới 6 tháng tuổi thôi nhé các bạn. Còn đối với những con lớn hơn thì các bạn cứ dùng tiêm chích đi thì nó sẽ tốt nhất. Và một cái vấn đề nữa đó là về chó mèo các bạn. Thì chó mèo đó là động vật ăn thịt. Cái pH dịch vị nó sẽ tiết ra khi mà các bạn cho nó ăn, tức là pH là từ khoảng 1 đến 2 các bạn. Thì nó có thể tác động đến nhiều cái thành phần của dược lý mà khi các bạn cho cái con vật nó uống thuốc. Do đó đó các bạn, đa phần cái thuốc mà nếu dùng uống cho chó và mèo á thì chúng ta nên sử dụng khi mà nó đã ăn no rồi. Các bạn lưu ý nhé. Bởi vì khi ăn no á, thì cái pH của dịch vị nó tăng do nó pha loãng thức ăn, tức là nó hồi nãy là cỡ khoảng 1 đến 2 đúng không các bạn? Bây giờ pH khi ăn là nó sẽ cỡ khoảng từ 5 cho đến 6. Thì như vậy nó sẽ phù hợp cho cái việc chúng ta sử dụng thuốc. Điển hình như là các cái thuốc mà nó ức chế bơm rượu tông chẳng hạn, hoặc là các cái thuốc kháng viêm mà không steroid chẳng hạn. Tuy nhiên đó các bạn, ngược lại cũng có các cái loại thuốc mà chúng ta cần phải có pH mạnh để chúng ta tăng cường cái tác dụng của nó lên, ví dụ như là ketoconazole chẳng hạn. Cho nên là chúng ta nên được dùng khi mà cho ăn, các bạn lưu ý nhé. Và cái sự hiện diện của thức ăn nó cũng làm giảm cái tác dụng của một số các cái loại hoạt chất, cho nên là chúng ta cần phải giảm lượng thức ăn khi mà điều trị, hoặc là chúng ta dùng cái dạng thuốc mà cách xa bữa ăn các bạn. Tôi ví dụ như là một số loại Ambi chẳng hạn, hoặc là oxytetracycline hay là cái cimetidine vân vân, hoặc là cái dạng bào chế nó cũng tác động lên cái sinh khả dụng của thuốc. Là các cái nghiên cứu mà dược động học các bạn cho thấy cái Ambi á, ở ba cái dạng bào chế khác nhau, đó là cái suspension hay là cái dung dịch lỏng hoặc là dạng viên á, nó có khả năng sinh khả dụng qua cái đường uống tương ứng á, nó sẽ giảm dần, ví dụ như là 77%, 68% hoặc là 64%, tức là dạng viên nó sẽ thấp nhất, các bạn lưu ý nhé. Và cái vấn đề nữa đó là ở trên con heo các bạn, thì các bạn cấp thuốc qua cái đường miệng con heo á, nó rất là phổ biến. Tuy nhiên là chúng ta cần phải chú ý là một số các cái thuốc đó các bạn nó sẽ không hấp thu ở đường tiêu hóa đâu. Ví dụ như là colistin chẳng hạn, hoặc là một số kháng sinh nhóm beta lactam hay là kháng sinh nhóm aminoleucine chẳng hạn. Ngoài trừ cái apramycin thì nó có thể hấp thu cỡ khoảng 25 đến 30%. Cho nên cái việc mà không hấp thu qua đường tiêu hóa như vậy nó chỉ tác động đến các cái vi khuẩn ở trong cái lòng ruột. Do đó là khi điều trị bằng đường uống thì các bạn cần phải kết hợp với cái một số loại thuốc mà có sinh khả dụng tốt để chúng ta tạo được cái tác dụng để chúng ta chống lại cái nhiễm trùng toàn thân nhé các bạn. Thì như tôi nói á, nếu như các bạn cần thiết thì chúng ta có thể tham gia các cái khóa học chuyên khoa về thuốc và phối hợp thuốc trong thú y. Thì ở đó thì chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn chi tiết từng cái cách mà chúng ta sử dụng thuốc như thế nào nó hợp lý nhé các bạn. Thì đối với ở heo á, thì cái sự mà thủy phân của axit dịch vị các bạn và cái tác động của hệ enzyme tiêu hóa đường ruột á, nó sẽ rất là mạnh. Cho nên là nhiều kháng sinh nó sẽ bị phân hủy, dẫn đến cái khả năng hấp thu của nhiều cái loại thuốc khi dùng qua đường miệng ở heo các bạn thì theo ước tính nó chỉ bằng cỡ khoảng một nửa so với là chúng ta dùng ở da cầm thôi. Các bạn lưu ý cái này giúp tôi nhé. Thì về da cầm thì do tổng cái đàn nuôi nó lớn các bạn nên thường cấp nước qua đường uống hoặc là trộn thức ăn đó. Đây là cái phương pháp phổ biến hơn, sẽ các bạn tiêm từng con từng con từng con. Rồi nếu như mà nó nặng quá thì bắt buộc chúng ta phải tiêm từng con rồi. Ngoài ra các bạn, nhiều cái loại thuốc nó có cái giá trị sinh khả dụng qua đường uống tương đương như là tiêm bắp. Ví dụ như là ở vịt thì cái sinh khả dụng của cái mavrofloxacin đó các bạn, nó qua đường uống là cỡ khoảng 81%. Trong khi cái tiêm bắp là nó cỡ khoảng 87%, cho nên ta dùng cho uống thì nó cũng hợp lý thôi các bạn. Còn ở gà thì cái sinh khả dụng của amoxicillin qua đường uống các bạn là cỡ khoảng 61%. Và tiêm bắp là cỡ khoảng 77% thì nó chênh lệch nhau cũng không có phải là quá xa. Thì các cái nghiên cứu này các bạn cho thấy là các cái loại kháng sinh dùng cho da cầm qua đường miệng á, nó sẽ tạo được cái hiệu quả cũng gần tương tự như là cái đường tiêm chích mà chúng ta không cần phải tăng cái liều sử dụng lên. Nên các bạn chú ý nhé. Thì từ những cái khác biệt ở trong cái sinh khả dụng của các cái hoạt chất đối với từng cái loại vật nuôi như mà tôi có phân tích ở phần ở trên đó các bạn, thì khi mà các bạn cấp thuốc cho vật nuôi qua đường miệng á thì các bạn cần phải tuyệt đối tuân thủ theo cái chỉ định và cái hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất cũng như là của bác sĩ thú y.
Chứ nếu các bạn đừng có sử dụng một cách lung tung nhé các bạn, như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến toàn đàn gà chúng ta, hoặc là đàn vịt, hoặc là các con vật khác, như vậy nó sẽ không có hay. Thì đó là cái bài học hôm nay mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh Dương Vlog cũng như là chia sẻ bài học này đến với mọi người để mọi người được gia tăng thêm kiến thức. Và các bạn hãy bình luận ở bên dưới để giúp cho Dương Vlog ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện tại thì trung tâm đào tạo thú y trực tuyến chất lượng cao Vietvet đang có các khóa đào tạo về siêu âm, X-quang, xương khớp, thuốc phối hợp thuốc, chuyên khoa mắt, chuyên khoa da liễu, xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị các dạng bệnh lý trên chó, mèo, heo, gà, vịt, trâu, bò, dê, cừu, v.v. Và cái quy trình chăn nuôi cũng như là điều trị các cái dạng bệnh lý ở trong môi trường chăn nuôi thủy sản. Thì các bạn có nhu cầu muốn học tập cũng như là tham khảo thêm một các thông tin khóa học á, thì các bạn hãy liên hệ với bác sĩ Dương theo số điện thoại 0903 153 057. Các bạn hãy liên hệ qua Zalo hoặc là gọi nhé các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học này và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau. Xin chào.